Đây là quang cảnh trực tiếp tại cảng Cầu Đá trước giờ chúng tôi lên cano. Rồi quay nhá, chào cả nhà nhá. Hôm nay cano của chúng ta xuất phát đi đảo. Biển rất đẹp. Hello. Hello. Thực đơn bữa trưa của chúng ta có súp, súp hải sản, rau muống luộc, rau muống xào, thịt tôm. Sau là một con cá, con canh nữa, con canh nữa, con canh nữa. Bên bên đấy